Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn về vườn hoa trước nhà của mình. Đây là một mảnh đất khoảng bề ngang chừng 2 mét, bề dài cỡ 30 mét. Kế bên nhà thì mình sử dụng để làm cây vườn hoa các bạn. Thì mới bắt đầu bước vào có một cái đường đi như thế này đó, thì dọc theo cái miếng đất kế vách tường của cái nhà thì mình làm cái vườn hoa. Thì bắt đầu mình trồng hoa hồng các bạn đó. Thì đầu tiên đây là cái chậu hoa hồng David Austin Poet Upper White các bạn, màu vàng nhạt đó. Các bạn nhìn xem, bây giờ cái bông nó nhỏ như thế này tại vì mùa nắng các bạn. Hồi mùa xuân thì nó nở bông cũng khá là to đó. Rồi ở trong vách tường thì mình cũng có trồng một bụi hoa hồng của David Austin. Rồi ở phía ngoài thì mình trồng cây hoa sứ đại. Thì hoa sứ đại này mình mua ở Hawaii các bạn. Mình chỉ mua một cái nhánh cỡ chừng gang tay về mình dâm cành. Thì hôm nay nó đã lớn như thế này, mình đứng ra cho các bạn xem. Đó, chỉ có một nhánh mà mình đã trồng và nó sinh sôi nảy nở ra rất là nhiều cành luôn. Trên đầu của nó có hoa nở rồi nè các bạn, và rất là thơm. Cái cánh hoa ở phía trong màu vàng và ở ngoài màu trắng nha các bạn, vàng nhiều hơn trắng đó, thì rất là thơm. Và cái mỗi cái đầu ngọn của nó đều tượng hình những cái ngó hoa nha các bạn. Thì vài ngày nữa thì nguyên cái cây này nó sẽ trổ hoa rất là nhiều, năm nào cũng vậy các bạn. Sau khi nó trổ hoa xong thì nó sẽ mọc lên ba cái nhánh đó. Thì từ ba nhánh đó năm sau nó trổ hoa ra nữa thì nó lại mọc ra ba nhánh nữa các bạn. Cứ như vậy thì cái cây sứ đại của mình nó càng ngày càng nhiều nhánh nha các bạn đó. Rồi trong cái vách tường đó là cái bụi hoa hồng của David Austin. Hôm trước nó đầy hoa luôn, nhưng mà giờ nắng quá nó bị nấm lá các bạn. Mình xịt hoài mà nó không có hết đó. Mua thuốc cứ 2 tuần mình xịt một lần các bạn, mà nó chưa có hết bệnh nấm lá nữa đó các bạn đó. Trồng hồng rất là khó luôn. Rồi ở ngoài này mình cũng có trồng cái cây maple Nhật các bạn. Maple Nhật này là màu xanh nha. Thì nó có tàn ra rất là dễ thương rồi các bạn. Còn bìa thì mình là trồng Hosta nha các bạn, Hosta. Thì cỏ quá chừng luôn, mình chưa có kịp làm cỏ đó các bạn. Rồi đây là cái chậu cái chậu này cũng David Austin mà tên là Alexandra Oaken, mình nhớ mà mãi như vậy các bạn. Nó cũng có hoa màu hồng rất là đẹp luôn, nhiều cánh. Còn trong đó là cái cây hoa hồng Eden đỏ, Red Eden các bạn. Thì nó cũng mới ra nụ đây. Hồi mùa xuân nó rất là đẹp luôn, mà bây giờ nắng quá nó chỉ có ra nhiêu đây các bạn.
ra cái nụ nhỏ nhỏ vậy, ở trong cái tường cũng có cái nụ đó. Thì cây này là Red Eden, thuộc dạng leo nha các bạn. Ở phía trên nó cũng có trên nó cũng có hoa, có nụ các bạn. Rồi cây này cũng David Austin mà rất là thê thảm luôn các bạn. Lá nó bị nấm như thế này á, mình mua thuốc nấm mình xịt nó quá trời luôn, nhưng mà nó cũng đen đen vậy các bạn. Và nó cũng chỗ nào mà nó rụng rồi thì nó lên lá non đó. Thì mình cây này thuộc dạng leo nên mình mua cái trellis này là thuộc dạng như thế này, nó leo lên phía trên đỉnh rồi nó sẽ sò xuống rất là đẹp nha. Nhưng mà tại vì cái cây hoa hồng của mình eo uột nên nó chỉ có bao nhiêu đây, nó chưa có leo các bạn. Thì cái cây này là tên là Go Celebration của David Austin các bạn. Rồi tới đây là cái cây maple xanh. Nãy giờ mình giới thiệu với các bạn là hai cây maple xanh rồi đó. Mình trồng ở đằng trước này là 6 cây maple nha. Maple nhật màu xanh, 3 cây xanh và 3 cây màu đỏ. Rồi kế maple là mình trồng cái chậu này là hoa hồng kép, là cây hoa hồng mang tên là kép chấp các bạn. Cái hoa nó đỏ tươi, rất là đẹp luôn đó, các bạn nhìn xem. Mà bây giờ mùa nắng thì tụi nó tàn tạ các bạn, với lại bị cái con bi đồ của Nhật ăn bông ăn lá, mình cũng xịt thuốc quá chừng luôn. Còn ở trong cái đó, cái bụi này là Eden trắng các bạn, Eden màu trắng, nó cũng bị nấm luôn, mình cũng xịt nó luôn. Tới mùa nắng này là nó không có bông nổi các bạn. Rồi phía ngoài này là cây maple, cây maple này đặc biệt, loại đặc biệt các bạn. Maple tên là mặt trăng đó. Tại vì cái lá nó cong cong giống như là mặt trăng lưỡi liềm vậy các bạn. Và ở phía ngoài thì nó viền màu trắng. Cái viền này nó sẽ thay đổi màu nha, mùa xuân màu hồng, mùa hè này thì màu trắng, rồi mùa thu thì sẽ màu đỏ nha. Đó. Thì bây giờ tới cái cây, đây là hoa hồng leo, cũng của David Austin nha các bạn. Đó, cái cây hoa hồng này rất là đẹp luôn, mình cho nó leo trên cái khung này đó. Rồi nó sụ xuống như thế này. Mà tại vì bây giờ mùa nắng nên cây hoa của tụi nó nhỏ các bạn, không có lớn. Và bị nấm toàn bộ các bạn, mình xịt. Nhưng mà tại vì mình trồng sát gần gần á nên nó bị lây các bạn đó. Thì mình xịt nó tối đa luôn đó, các bạn. Rồi phía trong là cây Eden mà pin Eden các bạn, màu hồng đó. Rồi ở ngoài này là cây maple màu đỏ nha các bạn đó. Cái lá màu đỏ, khi mùa thu tới lá nó màu đỏ, cũng giống như vậy, nó ra một nhánh có những cái lá màu đỏ như thế này các bạn, nhìn rất là đẹp. Thì đây là cây maple nhỏ màu đỏ. Rồi tới cái cây hoa hồng cũng David Austin mà nó tên là Olivia đó. Màu hồng này, màu hồng nhạt các bạn. Đây, tới mùa này là không có cái hoa hồng nào mà nó to nổi các bạn. Rồi đây là cái hoa sứ đại của mình, bảy sắc cầu vồng nha các bạn.
Đó, nó có cái trái nè các bạn, có một cặp trái. Mai mốt mình sẽ lấy hạt nha. Các bạn nhìn thấy cái cặp sừng trâu nó không? Đó, thì mình sẽ lấy hạt từ từ cái hai cái trái đó. Thì ở đằng trước mình á, mình trồng một dải là 6 cây maple, rồi ở phía trong vách thì mình trồng hồng, rồi ở phía ngoài mình trồng sứ đại. Thì cây sứ đại của mình trồng được 4 cây, nghĩa là sứ đại nó 4 cây sứ đại các bạn. Đây là cây sứ đại 7 màu các bạn. Đây nó đang ra nụ nè. Đó, 7 màu. Rồi đây là cây maple đỏ của mình. Rồi cái đó là cây bông hồng. Rồi tiến tới cái cửa cái của mình thì mình cũng có trồng cây maple này, nó màu đậm hơn hai cây nãy các bạn. Đó, đây là cây maple lớn nhất của mình, màu đỏ. Tới mùa thu thì nó sẽ đỏ rực, rất là đẹp các bạn. Đó, rồi là đây là cái cây sứ đại của mình. Thì mình đứng ở đằng này, mình quay cho các bạn xem cái vườn hoa của mình. Đó, như thế đó các bạn. Bề vô của nó là cỡ chừng 2 mét, rồi tới miếng xi măng để đi vô nhà. Thì ở phía trong này thì mình trồng hoa nha. Rồi trước cửa mình có hai cây dạng tế nha các bạn. Nắng quá nên nó cháy nha. Nó cũng có ra cái đọt non và những cái lá non nè các bạn. Cái lá non nhìn thấy rất là dễ thương nha. Đây là cái dạng tuế của mình. Đó, cây dạng tuế thì cái củ, cái thân thì giống như trái khóm. Còn cây thiên tế thì là một cái cây giống như cây trụ các bạn. Đó, thì đây là hai cây dạng tuế của mình hai bên cửa. Thì đây là cây này là phía bên đây. Đó, các bạn nhìn xem nó lên lá non rất là dễ thương nha. Thì mùa đông á, nó chịu nhiệt độ thấp không nổi, nên mình đem nó vào trong gara. Mùa xuân á, thì mình đẩy nó ra. Đẩy nó ra thì những cái lá già đó nó vàng, rồi nó mọc cái lá non lên như màu xanh như thế này các bạn. Đó, thì bên đây, cái cây bên đây thì xấu hơn, tại vì cái lá non của nó mới mọc, chưa có màu xanh các bạn. Thì nhìn tổng thể thì cái vườn hoa ở trước nhà mình như thế này các bạn. Mình trồng 6 cây maple Nhật, 3 màu đỏ và 3 cây màu xanh. Rồi mình trồng 4 cái cây sứ đại, 3 cây sứ đại màu 7 sắc cầu vồng, rồi một cây sứ đại màu vàng các bạn. Đó, rồi ngoài ra là mình trang vô là hoa hồng. Hoa hồng của David Austin các bạn. Đó, thì mình trồng trong chậu, tại vì đá không các bạn, nên mình đào không có được, mình trồng trong chậu hết và mình cho nó núp lùm. Đó, rồi cái sứ đại là mình chôn cái chậu đen nó xuống dưới đất, tới mùa đông mình giựt nó lên đem vô nhà các bạn, thì nó không có sao hết, nó không có chết. Mùa xuân mình đem nó ra, mình đào cái lỗ rồi mình chôn nó xuống thì nó vẫn lên như thường. Thì ở trong vách tường á, mình trồng những cây hoa hồng Eden thuộc dạng leo, màu trắng, rồi màu là hồng và màu đỏ, 3 màu. Còn David Austin thì mình trồng trong chậu này thì có 4-5 loại của David Austin các bạn. Đó,
Cây này là cây mi bồ đỏ của mình nè, là ba cây mi bồ đỏ đó, là phía đó, phía bên tay trái. Còn dọc ra đi ra thì là ba cây mi bồ xanh các bạn, với hoa hồng đó. Cây hoa hồng này nó màu cam các bạn, vừa vàng vàng mà vừa màu cam, nhìn rất là dễ thương nha. Rồi mình thích nhất là cây kiếp sắp màu đỏ tươi luôn các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là về cái vườn hoa ở trước nhà mình nha các bạn. Thì mình làm vừa có mây bồ, vừa có sứ đại. Đó, sứ đại các bạn nhìn thấy nó cao 2-3 mét luôn. Rồi mây bồ, sứ đại với hoa hồng các bạn, là mình trồng ba loại đó ở trước cái vườn hoa của mình. Mùa xuân thì những cây hoa hồng của David Austin ấy, nó trổ hoa đầy hết các bạn, rất là đẹp. Nhưng mà bây giờ mùa nắng rồi thì nó tàn úa các bạn, với lại nó bị bệnh nữa. Rồi phía ngoài mình lại trồng hosta đó. Cây sứ đại này hoa có màu vàng rất là đẹp luôn các bạn, và rất là thơm. Mình đứng đây thì mình nghe, mình hửi được mùi thơm của nó các bạn. Vậy thì đây là tổng quang cảnh vườn hoa trước nhà của mình nha. Vậy video hôm nay tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.